Anh chị em nào đang gặp phải tình trạng mỡ máu, mỡ gan, mỡ nội tạng, vòng bụng thì to, huyết áp cao, các vấn đề về tim mạch, mình thường xuyên bị mệt mỏi, uể oải hay bị mất ngủ, độc tố ở trong cơ thể nhiều, thường xuyên nổi mề đay, mẩn ngứa, gan nóng hay bị nóng trong, thì đây chính là khắc tinh để loại bỏ vấn đề đó, mỗi ngày uống 2-3 cốc. Nó được mệnh danh là anh công nhân vệ sinh thành mạch máu, vệ sinh gan thận. Nó sẽ tống toàn bộ độc tố ở trong gan, trong thận, tống sạch ra bên ngoài, thanh lọc cơ thể, mát gan, giải độc gan. Đặc biệt, anh chị em gặp vấn đề về tiểu đêm, tiểu rắt, tiểu buốt, tiểu nhiều về đêm ấy là do chức năng thận của chúng ta kém, nó không lọc được độc tố, không lọc được chất độc ra bên ngoài. Thì độc tố lại trở ngược lại máu, máu đào thải qua da thì khiến cho da của mình rất là xấu. Khi mà độc tố trở lại gan thì sinh ra mỡ gan, độc tố trở lại máu thì sinh ra mỡ máu. Anh chị em uống một thời gian thì sẽ bắt đầu cảm thấy da của mình đẹp lên, sáng lên rất là nhiều.